số thứ tự, họ tên, lớp, môn, toán lý hóa. Bây giờ người ta nói nè, E9 là học phí môn toán cộng học phí môn lý. E9 là đây. F9 là học phí môn toán cộng học phí môn hóa. G9 học phí môn lý cộng học phí môn hóa. H9 tổng hợp. À rồi, ok. Như vậy cái đề này chúng ta sẽ hiểu gì? Ở đây người ta nói là toán lý nè, toán hóa nè, lý hóa nè, rồi tổng toán lý hóa. Vậy thì chỗ này mình sẽ làm gì? Trước tiên các bạn kẻ khung đó đã. Kẻ khung dễ hay khó? Một cái lý chuột là xong. Nếu như không có kẻ khung gì phức tạp hết. Vậy là có điểm nha. E9, F9, G9 và H9. Như vậy chỗ này tiền của toán lý thì nó sẽ bằng toán cộng cho lý B9 cộng C9. Và tương tự như thế, toán hóa thì nó sẽ bằng toán cộng cho hóa. Rồi, và lý hóa thì bằng lý cộng với hóa. Ok. Toán lý hóa thì bằng ba cái cộng lại thì mình dùng sum cho nó nhanh. Toán lý hóa đóng ngoặc. Như vậy mình đã có xong và mình chỉ cần kéo xuống là nó đã copy cho ba khối 11, 12 luôn. Như vậy chúng ta đã có được cái bảng giá ở dưới này. Toán lý, toán hóa, lý hóa và toán lý hóa. Chỗ này theo dõi kịp không? Kịp không các bạn? Rồi, tiếp tục người ta nói gì? E3, nếu có ký tự T trong ô D3 thì điền chữ X ngược lại để trống. E3 là ở đâu? E3 là ở này. Là toán. Nếu có ký tự T trong ô D3, D3 đây, nếu có xuất hiện T thì thêm chữ X, còn không để trống. Vậy làm sao mình biết nó có T hay không có T? Hả? Rồi, chỗ này mình sẽ if cái gì? Tiếp cái gì? Nếu OD3 mà có ký tự T bên trong thì làm sao để làm? Phải D3. Ok. Rồi. Như vậy mình sẽ dùng hàm là tìm kiếm xem thử là chữ T này nó có xuất hiện trong cái chuỗi D3 hay không. Nếu có, nếu tìm thấy thì làm gì? Thì trả về X, còn không thì không làm gì. Rồi thử xem. Đó, hai cái chữ X, đúng chưa? Rồi, bây giờ làm sao bỏ cái value này đi nè. X errors.
thì không làm gì, còn không thì thêm chữ ít vô. Ok, hơi phức tạp tí nhưng mà cứ ghi đi rồi thầy giải thích. Rồi, nếu if errors, thầy copy công thức này ra ngồi này nha, Ctrl C, copy ra Word đi. Rồi, nói như thế. Đây là một hàm khác nè. Đó, mình có tổng cộng là 3 hàm. Như vậy, cái cụm này là của hàm file nha. Thầy bôi xanh hết luôn chỗ này. Cụm này là của hàm file nè. Đó, hàm file là nó nằm trong đó đó. Cụm này là của hàm error nè. Đây, hàm file đến đây. Hàm error thì đến đây. Và còn lại là hàm if. Rồi, hiểu chưa? Hiểu hàm này không? Bây giờ mình sẽ phân tích nè. Nếu là hàm if lớn nè, nếu giá trị này đúng, đây là biểu thức so sánh, thì không làm gì hết, còn không thêm chữ if. Mà tại sao là đúng không làm gì? Lý do là thì dùng hàm file tìm kiếm chữ t trong OD3 là ô môn học. Và nếu thầy tìm kiếm như vậy thì nó sẽ trả lời về cho chúng ta, một là tìm thấy thì cái vị trí chữ t nằm ở đâu, còn không thì nó trả về là value, tức là kết quả bị sai, tức là có lỗi, không có giá trị trả về tức là lỗi, được chưa? Đó. Và cái hàm if errors là nếu như cái hàm này mà có lỗi trả về thì cái hàm error này nó trả lời là true, đúng, hàm này bị lỗi rồi. Hiểu được cái chỗ mà cái hàm là if error chưa? If error để nó bắt lỗi cho chúng ta. Bất kỳ hàm nào mà bạn đưa về đây, bạn đưa vô trong hai dấu ngoặc này nè, mà khi chạy giữa dấu ngoặc này và dấu ngoặc này, khi chạy mà nó xuất hiện lỗi là nó trả về true, để mình kiểm tra hàm là có chạy được hay không. Nếu chạy được thì trả về là false, bởi vì không có lỗi xảy ra. Còn hàm này mình kiểm tra là gì? Nó là lỗi, is error, nó bị lỗi. Mà nếu mà hàm mình mà đúng, chạy mà có lỗi á thì trả về true, đúng rồi, hàm này có xuất hiện lỗi. Còn nếu mà hàm chạy trơn tru không có gì hết thì nó trả về false. Cho nên mình tận dụng cái tính năng đó, mình muốn bắt thì chỗ này. Nếu trong trường hợp mà hàm find tìm kiếm này mà không tìm thấy, không tìm thấy thì có phải là trả về error, trả về là value không? Mà trả về value tức là lỗi. Lỗi thì cái hàm if error này nó bắt là có xuất hiện lỗi không? Có, đúng là xuất hiện lỗi. Vậy khi xuất hiện lỗi thì trong cái môn học phía trước có chữ t hay không có chữ t? Không có chữ t. Mà không có chữ t thì thầy trả lời là không làm gì cả. Ngược lại, cái hàm if error này nó cho là false, là sai. Sai là cuối cùng cái hàm file này nó tìm thấy không?
Nếu mà cái hàm x error này nó trả về kết quả là false là sai, vậy thì lúc đấy cái hàm file này có tìm thấy chữ t không? Tìm thấy chứ. Bởi vì tìm thấy cho nên không bị lỗi. Mà không bị lỗi thì cái hàm x error nó báo là không lỗi, đúng không? Là nó trả về là false. Anh nói sai rồi, cái hàm không bị lỗi. Cái hàm x error này là cái hàm để kiểm chứng cái bên trong có xuất hiện lỗi hay không. Nếu cái bên trong mà xuất hiện lỗi thì cái hàm x error này nó cho là đúng. Giống như là mà ba mẹ hoặc là thầy cô hỏi một bạn: em có lỗi không? Nếu mà em có lỗi là đúng rồi. Nó bị phủ định của phủ định á. Được chưa? Cái này là phủ định của phủ định á. Đó là sai, sai thành đúng. Cái hàm x error này nó chỉ kiểm tra là có xuất hiện lỗi hay không. Nếu có xuất hiện lỗi thì nó báo là đúng, là true, là bên trong có lỗi. Còn nếu bên trong mà không có gì hết, chạy ra kết quả bình thường thì là không lỗi. Không lỗi là nó báo là false. Rồi, như vậy trong trường hợp mà có tìm thấy chữ T trong OD3 thì nó hàm này nó không bị lỗi. Mà không bị lỗi thì cái hàm x error nó báo là false. Mà false thì dẫn đến cái hàm x của chúng ta điều kiện là false thì nó sẽ lấy giá trị sau. Cho nên tóm lại, nếu mà tìm thấy chữ T thì trả về chữ x, còn không tìm thấy thì không làm gì hết. Được chưa? Như vậy chỗ này mới câu đầu tiên mà người ta làm khó mình. Cho nên khi các bạn đi thi, nếu gặp trường hợp này không làm được thì gõ bằng tay vô. Chỗ nào có chữ T gõ chữ x vô. Câu đó người ta sẽ không tính điểm, nhưng mà dựa vào cái dữ liệu đó mình sẽ tính được câu sau, thì câu sau người ta tính điểm chứ đừng có bỏ nha. Đấy, như vậy thì với cái công thức mà lồng ba công thức như thế này thì nó hơi khó, nhưng mà các bạn cứ ngắm từ từ đi, ngắm từ từ. Rồi, như vậy là mình đã có được toán lý hóa. Tương tự như vậy với phần lý thì người ta sẽ nói là có chữ L thì điền x ở ô này, còn có chữ h thì điền x ở ô này. Vậy thì nó cũng tương tự như toán thôi. Chỗ này mình sẽ là gì? Bằng gì? Bạn nào gõ được lên xung phong lấy điểm cho thầy coi. Đây là lý nhé. Công thức ghi rồi, xem lại công thức cái coi. Xem lại công thức à. Bây giờ công thức này là cho toán, và mình gửi lên mình gõ lại cho lý thôi, hóa thôi. Này là đúng không? Đó, công thức của toán là vậy. Bây giờ đây thì công thức cho lý của hóa. Nhìn lên đi. Sai thôi. Đúng có điểm. Nhìn lên. Dùng. Đó đi qua. À, mở máy xem đó. Đi máy xem. Đúng rồi. Rồi gõ vô đây bằng gì? Thấy không? Thấy không? Đó,
Ok đi, nó bị cái gì? D 3 chấm phẩy, chấm phẩy trước dấu hai chấm, đúng rồi. Từ từ. Is a value y đóng mặt chỗ D 3 trước D 3 có một cái mặt nữa. Ừ sau đó đúng rồi. Cái mặt mà. D 3 mặt ngay đó rồi đóng mặt đóng sau cái nữa sau chỉ cái nữa rồi ok tốt quá wow giỏi rồi ok tiếp tục đó được rồi để bạn khác lấy điểm hóa cái đề đó thầy hóa con hóa cái đề đó thầy có chữ h thì đã về chữ x còn có chữ h thì thôi chẳng phải là chấm phẩy chứ sao lại hai chấm là hóa đúng rồi có vậy để lấy điểm mà không chịu nữa ba ở dưới thấy được chưa qua ba công thức thấy ổn không không ngồi về nhà ổn ha coi lại rồi tiếp tục người ta hỏi gì do ô D3 là cái gì D3 trong khối B8 đến H10 và C3 bằng 10 thì lấy kết quả dòng 2 11 lấy kết quả dòng 3 ngược lại lấy kết quả dòng 4 OH3 à rồi ok nghĩa là gì các bạn nếu như người này học lý hóa thì lấy giá trị ở đây lý hóa được không nếu người này học toán hóa thì lấy giá trị ở toán hóa người này học hóa không thôi thì lấy giá trị ở hóa người này học toán lý hóa thì lấy giá trị ở đây nghĩa là mình dò trong cái bảng này
được chưa? Và dùng một cái hàm dò, dùng một cái hàm dò xem thử cái chữ này nằm ở đâu trong cái dãy này. À, như vậy mình sử dụng cái hàm dò trước, mình xem thử cái chữ đó nằm ở đâu, thì mình sử dụng hàm search. Search, search cái này trong cái dãy này, F4 bắt đầu từ đầu tiên luôn, bắt đầu từ không, bắt đầu từ không, và liều D3 sau. Ủa sao value search đúng rồi, dùng hàm match lookup value là cái này, arise, ok, F4 giá trị kiểu dò tìm là không, ok. Các bạn sử dụng hàm match để xem thử là cái lý hóa nằm ở đâu. Ở đây mình có nè, chỗ này là số 1 nè, số 2, số 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Đó mình đánh vị trí nè, bắt đầu từ học phí là 1 nè. Như vậy thì số 7, đây cái ông lý hóa này ông nằm đâu? Đây lý hóa nằm 7, đúng rồi, đúng chưa? Lý hóa nằm 7 nè. Toán hóa nằm 6, đúng rồi. Hóa không 4. Rồi toán lý hóa 8, đúng chưa? Như vậy cái hàm max cho chúng ta cái vị trí của các cái chuỗi này nằm ở đâu trong cái dãy này. Như vậy chúng ta đã có vị trí rồi. Bây giờ chúng ta muốn dò trong bảng thì có phải là chúng ta dùng hàm về lookup, được chưa? Dùng hàm về lookup à, chưa có học, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ học luôn, tí nữa thầy giải thích lại. Như vậy chúng ta sử dụng hàm về lookup để dò trong bảng. À, cái này chúng ta dùng hàm index đi cho nó nhanh, index nó nhanh hơn, bằng index mở ngoặc dòng cột, ok. Index dò trong bảng này và nó nói là dòng máy nè, rows F4 chấm phẩy dòng, thì dòng 1, dòng 2, dòng 3. Dòng này nó phụ thuộc vào cái gì? Khối 10, khối 11, khối 12, được không? Đó, cho nên mình sẽ lấy cái khối, ủa sao chỗ này nó chỉ có lớp 10 không vậy? Cái đề là gì? 10, 11, 10, 10, ok. Như vậy chỗ này là 10, 11, 10 và 10, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ xem nè, 10 là vị trí này, 11 vị trí này, 12 vị trí này. Vậy thì cái hàm trả về ở đây mình cũng dùng hàm max luôn, cái vị trí trả về của dòng M2
ATCH max lookup value là cái này, chấm phẩy dò trong bảng cột trả về. F4.0 Anh này học lý hóa lớp 10. Lý hóa lớp 10 450. Anh này học toán hóa lớp 11. Toán hóa 11 459. Anh này học hóa lớp 10 250. Này học toán lý hóa lớp 10 750. Ok, đúng rồi. Ví dụ chỗ này 12 thì nó sẽ lên 900. Được chưa? Và công thức nó hơi lằng nhằng tí. Cố mà nhìn. Bởi vì nó không có đơn giản đâu. Đó. Rồi ghi ra quạt đi ha, cho nó dễ thấy. Đây. Rồi mình dùng hàm index nha. Thứ nhất là hàm index nè. Thứ hai là một hàm max. Ở đây một hàm max nữa. Như vậy hàm index này nó cho chúng ta cái gì? Với cú pháp của hàm index là nó sẽ cho chúng ta dò trong cái bảng này nè, ở dòng mấy, cột mấy thì nó giao nhau, thì nó sẽ lấy một điểm. Nó lấy kết quả của cái dòng giao nhau đó, nó trả về. Ví dụ mình dò ở dòng này và cột này thì nó giao nhau ở đây đúng không? Thì nó trả về giá trị ở đây. Giá trị là 2. Đó, trả về giá trị này 270.000. Đó là hàm index. Nó hỏi là dò ở đâu, lấy kết quả ở dòng bao nhiêu, cột bao nhiêu. Đó là hàm index. Và mình dò ở đâu là dò trong cái bảng thầy mới nói xong. Cột trả về mình sẽ đi tìm nó là thuộc khối mấy. Mình dựa vào cái khối nè, cái lớp nó đang học nè. Nếu lớp 10 thì trả về dòng mấy, dòng mấy trong bảng này. Nếu lớp 10 là trả về dòng mấy? Dòng 1, đúng rồi. Lớp 11 thì trả về dòng 2. Lớp 12 thì trả về dòng 3. Vậy thì mình dùng cái hàm file, hàm max. Các bạn thấy hàm max nè, M-A-T-C-H. Hàm max của cái khối này đi tìm ở đâu? Đi tìm trong bảng F4. Như vậy lớp 10 có phải là dòng thứ nhất không? Lớp 11 là dòng thứ 2. À, chỗ này là lớp 11 nè. Ờ, quên đem lên đây chứ. Tương ứng với lại cái đứa này. Cái này là lớp 10 nè. Trả về dòng thứ nhất nè. Copy xuống. Anh này lớp 11 nè. Trả về dòng 2 nè. Thấy lớp 11 trả về dòng ai không? Lớp 10 nè. Trả về dòng 1 nè. Lớp 12 nè. Trả về dòng 3. Như vậy các bạn thấy thầy dùng hàm max đi tìm trong cái dãy này.
Tương tự như vậy, lúc nãy thầy dùng hai mắt để đi tìm cái gì? Cái môn học trong cái dãy này. Như vậy mình kết hợp với hàm index, mình sẽ có kết quả. Và các bạn ghi cái công thức của hàm index lại. Chém xong chưa? Xong rồi ba. Tiếp nha. Còn gì nữa không? Tính tổng tiền OH3 đến H6. Tổng tiền. Cái ô này là mình đưa vô đây mới đúng không? Đó. Này không cần. Tính tổng tiền từ H3 đến H6. Tổng tiền thì làm gì? Tổng. Rồi, sum. Nó chỉ có một cột này, dùng auto sum cho nó nhanh. Lý chuột vô auto sum hết. Được không? Nếu cần thì chúng ta làm gì? Chuyển thành tiền tệ. Thêm gì vô? Thêm chữ đồng, nhớ cách thêm không? Một là mình dùng cái định nghĩa tiền tệ của nó. Hai là mình phải tự thêm đó nha. Đồng. Nếu nó không hiểu đúng ý mình mà nói chữ là Việt Nam đồng, ví dụ đề người ta yêu cầu Việt Nam đồng, thì mình vô mình phục mét lại. Đó, phục mét lại, chọn đang đồn chữ đồng nè, chọn custom, đổi chữ đồng này thành chữ Việt Nam đồng, đặt trong dấu nháy, đặt trong dấu gì, ví dụ chỗ này mình thay là Việt Nam đồng, ok, không được, làm gì? Làm gì đây? Hả? Làm gì để cho nó được? Hôm trước mình có đặt Việt Nam đồng rồi. Suy nghĩ coi. Currency. Có đồng, có USD, có Việt Nam đồng. Bây giờ làm sao đây? Việt Nam đồng nè. L. Ok.
currency. Rồi coi nó phục mấy cái gì. Đây custom, đưa dấu đô la vô trong. Hồi nãy mình đưa dấu đô la ở ngoài, được chưa? Rồi như vậy các bạn muốn đưa Việt Nam đồng ra trước thì chỉ cần Ctrl X, Home, Ctrl V, hết, được chưa? Muốn đưa trước, muốn đưa sau gì đó là tùy mình. Muốn đưa chữ gì vô là tùy mình. Rồi, như vậy các bạn làm lại cái đề.